Nóng, lính lữ đoàn Ukraine quay súng gia nhập đối phương ở Donbass, họ là ai? Sputnik dẫn nguồn Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR cho biết, binh lính thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 Ukraine đã hạ vũ khí gia nhập lực lượng dân quân LPR. Theo Dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR, một số quân nhân thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 của quân đội Ukraine đã tự nguyện hạ vũ khí và gia nhập phe LPR tại khu vực làng Krimkorsk. Dân quân LPR cũng lưu ý rằng số binh lính nói trên ra hàng sau khi chỉ huy của họ bỏ trốn khỏi mặt trận. Chỉ huy lực lượng dân quân LPR tại khu vực này đã cam kết rằng sẽ cho họ về nhà sau khi giao tranh kết thúc. Trước đó, người đứng đầu LPR Leonid Pachechik cho biết những dân quân Ukraine quyết định hạ vũ khí sẽ được ân xá, còn tư lệnh lực lượng dân quân LPR Andrei Machuko cũng hứa sẽ đối xử nhân đạo với các dân quân Ukraine đầu hàng. Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 là một đơn vị trực thuộc quân đội Ukraine. Đơn vị này được thành lập vào tháng 11 năm 2014 và bắt đầu tham chiến ở Donbass vào mùa hè năm 2015. Lữ đoàn bao gồm 3 tiểu đoàn bộ binh, 1 đại đội xe tăng, 1 đơn vị pháo binh, 1 đơn vị phòng không và các đơn vị hỗ trợ khác. Sáng ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội tiến hành một chiến dịch đặc biệt ở Donbass sau khi các thực thể thân Nga yêu cầu Moscow hỗ trợ quân sự chống lại thứ họ cho là sự gia tăng hành động gây hấn của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga mới đây xác nhận rằng các cuộc không kích và bắn tên lửa chính xác đã loại khỏi vòng chiến đấu các căn cứ không quân của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga lẫn dân quân của hai thực thể thân Nga đều ra thông báo về việc các lực lượng Ukraine đang hạ vũ khí, rời vị trí phòng thủ hàng loạt mà không bị tấn công và tháo chạy ồ ạt khỏi giới tuyến Donbass. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 24 tháng 2, 2022 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo các lực lượng đặc nhiệm Nga thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng tại Donbass, miền đông của Ukraine. Động thái cứng rắn từ phía Nga đã đẩy xung đột Nga và Ukraine lên một nấc thang mới. Sau khi thông báo một chiến dịch đặc biệt đã được tiến hành nhằm bảo vệ hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk khỏi sự gây hấn của Ukraine, Tổng thống Nga lý giải quyết định của ông xuất phát từ việc bộ máy chiến tranh của NATO đã ủng hộ các lực lượng ở Ukraine gây ra tội ác tại Donbass trong nhiều năm qua. Không thể đứng nhìn mọi thứ đang diễn ra ở Donbass mà không động lòng chắc ẩn. Cần phải chấm dứt ngay cơn ác mộng này, chấm dứt cuộc diệt chủng đối với hàng triệu người đang sinh sống ở đó, những người chỉ biết dựa vào Nga, hy vọng vào chúng tôi. Ông Putin cũng chỉ trích việc các lực lượng NATO ngày càng bành trướng tới gần biên giới với Nga, bất chấp việc trong 30 năm qua, Nga đã nỗ lực đàm phán để NATO không mở rộng về phía đông. Nga không thể phát triển, cảm thấy an toàn hoặc tồn tại với mối đe dọa thường trực từ phía Ukraine hiện nay. Nhà lãnh đạo Nga thừa nhận một cuộc đụng độ giữa Nga và các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho biết Moscow không có kế hoạch tiến xa hơn để chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Sau thông báo của Tổng thống Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban bố thiết quân luật trên toàn lãnh thổ. Nhiều tiếng nổ được nghe thấy khắp các thành phố lớn và cả ở thủ đô Kiev của Ukraine. Phía Ukraine cáo buộc Nga tiến hành cuộc tấn công toàn diện vào nước này và đang nhắm mục tiêu vào các thành phố lớn. Trong khi đó, lực lượng an ninh Ukraine cũng công bố video cho thấy các vụ nổ lớn làm rực sáng cả bầu trời. Ánh sáng được cho là phát ra từ các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Donbass. Quân đội Ukraine sau đó thông báo có 5 máy bay và một trực thăng của Nga đã bị bắn hạ tại miền đông. Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ thông tin này. Cũng sau thông báo của Tổng thống Nga, phe ly khai ở Ukraine đã mở chiến dịch giải phóng vùng lãnh thổ mà họ coi là bị chiếm đóng, khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ Ukraine. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết quân đội chính phủ nước này đã mất 2 thị trấn. Kênh Sputnik của Nga cũng đưa tin 2 thị trấn này đã đầu hàng trước lực lượng của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Trong ngày hôm nay, Nga đã quyết định đóng cửa một phần không phận trong vùng thông báo bay Rostov ở phía đông biên giới với Ukraine để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay dân sự. Trong khi đó, do những cảnh báo nguy hiểm với hàng không dân sự ở không phận Ukraine, các máy bay thương mại đã chuyển hướng khỏi khu vực này.